Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Bình Định diễn ra vô cùng căng thẳng với sự tranh tài quyết liệt của hai đội bóng. Phút 85, tỷ số đang hòa 0-0, Rafaelson của Bình Định bị phạm lỗi trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên trọng tài không rút thẻ vàng cho cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Đáng chú ý, thủ môn Đặng Văn Lâm của Bình Định đã từ khung thành nhà chạy lên gần giữa sân để phản ứng trước tình huống này. Đội trưởng của Bình Định vừa mở lời để nói chuyện với trọng tài thì lập tức bị trọng tài Nguyễn Ngọc Châu rút thẻ vàng cảnh cáo. Trận đấu diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều có nhiều cơ hội tạo ra các pha bóng nguy hiểm. Đặng Văn Lâm, thủ môn của Bình Định đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều pha cản phá đẳng cấp, giúp Bình Định giữ lại tỷ số 0-0. Đây là trận đấu đầu tiên mà Bình Định giữ điểm sau 4 trận liên tiếp thất bại ở giai đoạn hai nhóm đua vô địch V-League 2023. Trước đó, đội bóng này liên tiếp thua Hà Nội FC với tỷ số 2-4, Công An Hà Nội với tỷ số 0-1 và Thanh Hóa với tỷ số 0-2. Trên sân hàng đẫy, Đặng Văn Lâm chỉ để mất một lần duy nhất khi tiền đạo Jefferson của câu lạc bộ Viettel tâng bóng qua anh ở phút 42. Nhưng Bình Định may mắn thoát thua trong tình huống này nhờ sự kịp thời của hậu vệ Malon, người kịp lao về phá bóng ngay trên vạch vôi. Trận đấu Viettel Bình Định diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt với tổng cộng 27 lần phạm lỗi, trong đó có 16 lần phạm lỗi từ phía câu lạc bộ Viettel. Trong bối cảnh tăng giá bất động sản quá nhanh, đặc biệt là giá nhà cao cấp, mức thu nhập tăng trưởng của người dân không thể đuổi kịp tốc độ tăng giá nhà. Đồng thời chênh lệch cung cầu còn lớn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giá nhà vẫn duy trì ở mức cao. Điều này đang khiến việc mua nhà trở nên khó khăn và kéo dài thời gian tích lũy của người dân để có khả năng mua nhà. Đối với Hà Nội trong giai đoạn năm 2023 đến năm 2025, dự kiến sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình, trong khi nguồn cung nhà mới chỉ bao gồm 59.000 căn hộ hạng sang, 9.000 nhà ở thấp tầng và 18.700 căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán, thiếu hụt tới 70.300 nhà ở cho người dân. Để có thể mua được căn hộ trả góp tại Hà Nội, một cá nhân cần phải đạt tối thiểu từ 25 đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, giá những căn hộ có thể mua được là khoảng dưới 40 triệu đồng mỗi m2, diện tích khoảng 50m², tổng giá trị cả căn khoảng 2 tỷ đồng. Người mua cũng cần có nguồn vốn sẵn có bằng 40 đến 50% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 8 đến 10 năm tích lũy. Chênh lệch giá nhà và thu nhập trung bình tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ ngày càng tăng do tốc độ tăng giá nhà không tương xứng với tốc độ tăng thu nhập của người dân. Trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel và câu lạc bộ Bình Định diễn ra vô cùng căng thẳng với sự tranh tài quyết liệt của hai đội bóng. Phút 85, tỷ số đang hòa 0-0, Rafaelson của Bình Định bị phạm lỗi trong khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên trọng tài không rút thẻ vàng cho cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Đáng chú ý, thủ môn Đặng Văn Lâm của Bình Định đã từ khung thành nhà chạy lên gần giữa sân để phản ứng trước tình huống này. Đội trưởng của Bình Định vừa mở lời để nói chuyện với trọng tài thì lập tức bị trọng tài Nguyễn Ngọc Châu rút thẻ vàng cảnh cáo. Trận đấu diễn ra khá cân bằng khi cả hai đội đều có nhiều cơ hội tạo ra các pha bóng nguy hiểm. Đặng Văn Lâm, thủ môn của Bình Định đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều pha cản phá đẳng cấp, giúp Bình Định giữ lại tỷ số 0-0. Đây là trận đấu đầu tiên mà Bình Định giữ điểm sau 4 trận liên tiếp thất bại ở giai đoạn hai nhóm đua vô địch V-League 2023. Trước đó, đội bóng này liên tiếp thua Hà Nội FC với tỷ số 2-4, Công An Hà Nội với tỷ số 0-1 và Thanh Hóa với tỷ số 0-2. Trên sân hàng đẫy, Đặng Văn Lâm chỉ để mất một lần duy nhất khi tiền đạo Jefferson của câu lạc bộ Viettel tâng bóng qua anh ở phút 42. Nhưng Bình Định may mắn thoát thua trong tình huống này nhờ sự kịp thời của hậu vệ Malon, người kịp lao về phá bóng ngay trên vạch vôi. Trận đấu Viettel Bình Định diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt với tổng cộng 27 lần phạm lỗi, trong đó có 16 lần phạm lỗi từ phía câu lạc bộ Viettel. Trong bối cảnh tăng giá bất động sản quá nhanh, đặc biệt là giá nhà cao cấp, mức thu nhập tăng trưởng của người dân không thể đuổi kịp tốc độ tăng giá nhà. Đồng thời chênh lệch cung cầu còn lớn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giá nhà vẫn duy trì ở mức cao. Điều này đang khiến việc mua nhà trở nên khó khăn và kéo dài thời gian tích lũy của người dân để có khả năng mua nhà. Đối với Hà Nội trong giai đoạn năm 2023 đến năm 2025, dự kiến sẽ có thêm 157.000 hộ gia đình, trong khi nguồn cung nhà mới chỉ bao gồm 59.000 căn hộ hạng sang, 9.000 nhà ở thấp tầng và 18.700 căn nhà ở xã hội dự kiến mở bán, thiếu hụt tới 70.300 nhà ở cho người dân. Để có thể mua được căn hộ trả góp tại Hà Nội, một cá nhân cần phải đạt tối thiểu từ 25 đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, giá những căn hộ có thể mua được là khoảng dưới 40 triệu đồng mỗi m2, diện tích khoảng 50m², tổng giá trị cả căn khoảng 2 tỷ đồng. Người mua cũng cần có nguồn vốn sẵn có bằng 40 đến 50% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 8 đến 10 năm tích lũy. Chênh lệch giá nhà và thu nhập trung bình tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ ngày càng tăng do tốc độ tăng giá nhà không tương xứng với tốc độ tăng thu nhập của người dân.